giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đang tăng nhanh ở mức chưa từng thấy trên toàn thế giới, chủ yếu ở khu vực Mỹ Latin, Châu Phi, Châu Á và Trung Đông. Theo trang Worldometer, hiện thế giới đã vượt qua con số 7 triệu người nhiễm. Mỹ dẫn đầu với số ca nhiễm đang tiến dần đến con số 2 triệu người, số ca tử vong hơn 112.000 người. Brazil có số ca tử vong đã vượt 36.000 ca, số ca nhiễm đã gần 680.000 người, chỉ đứng sau Mỹ, đứng thứ 3 trên thế giới về số ca tử vong do dịch COVID-19. Các nước trong khu vực Mỹ Latin tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh như Chile, Mexico. Còn Ấn Độ vượt Italy trở thành vùng dịch lớn thứ 6 trên thế giới về số ca nhiễm. Tại Đông Nam Á, Singapore vẫn đứng đầu khu vực với 37.910 ca nhiễm. Trong khi đó, Lào, Đông Timor và Việt Nam vẫn nằm trong nhóm có số ca mắc COVID-19 thấp nhất khối. Một số nước Đông Nam Á tiếp tục nới lỏng phong tỏa. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến 21 giờ ngày 7 tháng 6 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 7.016.087 người, số ca tử vong là 402.794 người, số ca chữa khỏi là 3.432.368 người. Tại Việt Nam, 52 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hiện còn 22 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Việt Nam đã chữa khỏi 93,3% các ca bệnh. Tính đến thời điểm này, tại Việt Nam, số người nhiễm là 329 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi là 307 người. Còn tại Tây Ninh, tính đến thời điểm này, số người nhiễm là 4 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi là 4 người.